Hello, xin chào tất cả mọi người. Em quay cho mọi người cây sung lép siêu quả nhá. Sung lép siêu quả, quay like nốt cái like thôi là em nghỉ ngày hôm nay đấy. Ngày nào cũng like nhiều quá, khan hết cả tiếng luôn. Sung lép siêu quả là một, đây là nó không phải sung thường nhá các bạn nhá. Đây không phải sung thường nhá, mà nó là sung lép siêu quả, một trong những dòng nó là sung lép siêu quả, một trong những dòng hoa, tức là dòng sung mà bán chạy hàng nhất. Bán chạy hàng nhất của nhà em. Nó rất là sai quả, nó là dòng siêu sai quả nhá. Quả rất là sai, và đặc biệt là các dòng sung khác nó sẽ bị chậm quả hơn dòng này. Và đặc biệt là quả của nó thơm giòn, ăn quả rất là giòn và không có vị chát nhá. Ăn quả rất là thơm và giòn, quả không có vị chát như quả của sung ta. Và khi chín, khi cái quả sung lép siêu quả này nó chín này, nó sẽ có vị ngọt dịu dàng. Vị ngọt của nó là vị ngọt giống như cái vị ngọt của quả hồng giòn treo gió ấy. Nó rất là ngọt, ngọt dẻo nhá, thơm ngọt dẻo, cực kỳ đáng, là một cây cực kỳ đáng trồng, vừa là cây phong thủy, vừa là cây bonsai và vừa là cây ăn quả nhá. Các bạn có thể trồng lấy quả để ăn. Quả sung này nó rất là sai, vừa có thể mang quả ra muối này, hoặc là các bạn để quả chín ăn quả sung chín, sung nếp siêu quả chín rất là ngon. Các dòng sung thường thì người ta thường không ăn quả chín vì quả ăn nó không ngon, nó rất là ngang. Nhưng cái dòng sung nếp siêu sai quả này ăn quả rất là thơm ngon ngọt dẻo nhá. Quả của cây sung nếp siêu quả này ăn quả rất là thơm ngon ngọt dẻo nha mọi người nhá. Quả khi xanh thì ăn giòn tan, nó không có vị chát nhiều như cả sung ta, giòn tan và không chát, rất là ngon bùi, giòn bùi. Còn khi chín nó thơm ngon ngọt dẻo nha mọi người nhá, thơm ngon ngọt dẻo ạ. Vừa là cây phong thủy, vừa là cây bonsai, và là vừa là cây cảnh, vừa là cây ăn quả. Là cây phong thủy, là cây này nó rất là sai quả, nó tượng trưng cho sự sung túc và đủ đầy nha mọi người nhá. Bác nào quan tâm cây này, bác nào thích cây này thì live stream khách hỏi không trả lời. Anh Gia Minh ơi, anh cứ hỏi đi. Anh Gia Minh ơi, anh hỏi vấn đề thì anh hỏi đi, em sẽ trả lời anh ngay bây giờ đấy ạ. Nhiều khi em cứ mãi nói rằng không để ý ấy. Nhiều khách hỏi không để ý, với cả mãi nhiều khi bon mồm quá. Đang nói, đang thuyết trình của bon mồm quá, thành ra khách hỏi nhiều khi không để ý là khách hỏi cái gì luôn. Anh Gia Minh ơi, anh hỏi gì anh hỏi đi, em trả lời luôn bây giờ đây, em đang để ý cái tin nhắn này của anh đây. Khổ lắm, hỏi đi. Em nhiều khi ăn có con mồm. Đây là bột canh Hảo Hảo này. Hôm nay đi live stream sung là phải mang theo một gói bột canh Hảo Hảo đi để con ăn đấy. Anh hỏi cây me hôm qua, cây me đấy 25 triệu anh ơi. Sung chín thường hay có sâu. Nó bình thường mà, quả sung nào nó cũng có vài cái con bọ ở bên trong. Nhưng mà cái quả sung nếp siêu quả này nó ăn khác hẳn cái sung sung thường nhá. Nó không khác hẳn cái sung ta. Sung ta thì ăn nó không ngọt đâu. Nhưng còn riêng cái thằng sung siêu quả này ăn quả nó rất là ngọt. Thơm ngon ngọt dẻo nhá. Quả nó thơm ngon ngọt dẻo luôn đấy ạ. Rất là cây cực kỳ đáng để trồng. Là cây cực kỳ đáng trồng đấy ạ. Đây, quay cho người xem. Cây này vanh của nó khoảng vanh gốc của nó vanh 30 đấy ạ. Vanh gốc của nó vanh 30 trở lên. Cây này em bán giá chỉ 1 triệu một cây nhá. Cây rất là dài luôn. Cây rất là dài nên là cây này thì thường là mua là phải cắt bớt đi. Cây gì nhỉ? Cây me bonsai ngày hôm qua này em quay. Cây me bonsai ngày hôm qua em quay ấy, thì nó là bao tiền nhỉ? Nó là 25 triệu. Cây này giá nó hơi căng. Đây là quả đấy nhá, quả sung lép siêu quả đấy nhá. Quả thật, em quay cho mọi người quả thật cũng các bạn lại bảo là quả giả. Các bạn lại bảo quả giả thì chết em. Đây. Như ở sung ấy nhá. Cái quả sung thì không thể làm được. Đây các bác này, cây này này sắp tới nhá. Đây là bắt đầu vào mùa sung. Mạng của em kém quá, đúng rồi, em đang ngồi ở ruộng nên mạng nó hơi kém thật. Mọi người cố gắng xem mọi em nhá. Bây giờ mới là đầu mùa sung thôi nhá các bạn nhá. Đầu mùa sung nên là cây nó chưa ra quả hết này, em quay cho mọi người xem này. Mới đầu mùa sung nên cây nó chỉ mới có một vài quả bói như này thôi. Nó mới có một vài quả bói thôi ạ. Còn đây là ngó quả này, sắp tới nhá. Sắp tới ở cái chùm này nó ra rất là nhiều sung. Sắp tới ở đây là các ngó quả này. Đây là các ngó quả sẽ ra rất là nhiều quả sung nhá. Đây là các ngó quả đang nhú lên này. Chỗ này là ngó quả đang nhú lên này. Chỗ này là ngó quả này, sắp tới rất là nhiều quả luôn các bạn nhá. Quả đây này. Đây là quả sung nếp siêu sai quả này. Đấy. Ăn nó không hề có vị chát mà nó giòn. Nó giòn tan, ăn bùi giòn. Ăn ngon hơn là sung ta mình nhiều. Quả khi chín thì nó ăn vị thơm ngon ngọt dẻo y như cái món hồng giòn treo gió ấy. Đấy. Vừa là cây ăn quả nhá.
Vừa là cây ăn quả này, vừa là cây cảnh, vừa là cây bonsai, vừa là cây phong thủy nhá. Ăn ngon luôn ạ. Đây, quả bên này sai này. Thấy chưa? Rất là sai quả luôn. Đây là các ngó quả này các bác nhá. Đây là các ngó quả này. Cái này em bán là 1 triệu một cây nhá mọi người nhá. Cái này em bán 1 triệu một cây nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Tự dưng lại bị mất mạng này.